Thế thì cối đá thì rơi luôn hai răng cửa, cái này hai răng cửa này rơi hai răng cửa, nhưng vẫn cứ tầm làm cái thằng đi thể dục nó nhìn thấy hai răng rơi cho nó bỏ cái vật gì nó bỏ không rơi răng rồi. Thưa quý vị và các bạn, những chiếc cối làm bằng đá phần lớn hiện nay được coi là đủ bỏ đi vì hầu như đã không còn được sử dụng do đã có những vật dụng hiện đại thay thế. Nhưng lại có những người coi vật dụng này là món đồ giá trị để sưu tầm hay thậm chí được sử dụng làm những công trình trong cuộc sống. Và để biết rõ hơn về sở thích sưu tầm dị biệt này, xin mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận của phóng viên VTC ngay sau đây. Vâng, thưa quý vị và các bạn, hiện tại chúng tôi đang có mặt tại xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình để có thể gặp một người đàn ông có thú chơi có thể gọi là đặc biệt, đó chính là sưu tầm những chiếc cối đá như thế này ạ. Theo như thông tin chúng tôi được biết thì người đàn ông này đã dành nửa cuộc đời cho thú chơi dị biệt này. Công trình cổng vào này được làm bằng những cục đá xếp chồng lên nhau. Không giống như những công trình bằng đá khác, chiếc cổng có thể nói là đặc biệt này được làm phần lớn bằng những chiếc cối đá. Chiếc cổng chào đặc biệt này là công trình công cộng của làng Tân Dân thuộc xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Phụ của tỉnh Thái Bình. Chính vì thế nên phía trên chiếc cổng này có chữ là cổng làng Đình Tê Dân. Có thể do sự sai lệch trong tính toán nên đã không thể viết hết được chữ Tân Dân. Người đàn ông có thân hình khiêm tốn này đã dành nửa cuộc đời cho thú chơi có thể nói là dị biệt. Đó là việc sưu tầm những chiếc cối đá nặng tới hàng trăm kg. Ông Trần Công Nhẫn, năm nay đã 64 tuổi, chính là tác giả của công trình cổng làng Tân Dân này. Dù chỉ cao khoảng 1m50 và nặng chưa tới 50kg, nhưng ông Nhẫn lại có thể mang vác những chiếc cối đá nặng ngang, thậm chí là nặng hơn cân nặng của mình. Tuy thân hình nhỏ bé, nhưng ông Nhẫn lại có thể tự làm ra những công trình cối đá mà hầu như không có sự giúp đỡ của người khác hay những máy móc hiện đại. Như chiếc lán mái tôn và đặc biệt có 4 trụ bằng cối đá hay phần tường rào bao quanh ngôi đình của làng này cũng chính do ông Nhẫn tạo dựng nên. Nói chung là làm đây là nói thật là chỉ có mỗi mình thôi. Cái đổ đá này thì cũng muốn là mượn thợ cho nó nhẹ, nhưng mà kể là mượn thợ thì cũng được nhưng không có tiền. Thế mà làm thì mượn họ thì bảo họ, họ bảo là nếu mày làm được cái dựng bằng đá này thì tao cứ giả mày 500 một ngày. Nó bỏ cái đổ đá này nó giả 1 triệu nó không làm. Nó bảo nếu không may sơ xuất và dập tay cái là mất dập tay. Thế cho nên chỉ có mỗi mình kiên thiết chứ không ngoài không có người thứ hai. Đấy cứ ở hàng xóm đó xem có thật không. Từ đình cho đến tất cả các công trình thì chỉ có mỗi mình thôi. Riêng cái đình này xây là mượn mất vài công thôi. Chứ còn hầu như làm đấy hết. 4 hòn dưới là dùng bằng chân tay với lại xe lôi là lên 4 hòn. Thế còn bắt đầu hòn thứ 5 là lên là dùng tời là mới 3 cái tre buộc vào. Cụm vào xong bắt đầu dùng tời. Về chói lấy rẻ chói vào xong bắt đầu tời hòn 1 gắn. Nào chứ còn không có vất vả, chỉ có lên cái mỗi còn đá cái nào gãy mất 2 cái răng cửa. Bên cạnh công trình trên, ông Nhẫn cũng tự lên ý tưởng và thiết kế nên ngôi đình làng với phần cột trụ và phần tường phía trước được xây bằng những cối đá xếp chồng lên nhau. Sở dĩ ông tự làm ra những công trình này cho làng xã là do biết mình đang ở trên phần đất của đình làng từ thời xa xưa. Nhà ông Nhẫn ở ngay bên cạnh đình làng, vì vậy ông luôn nhận công việc kiến thiết, tôn tạo và hương khói cho ngôi đình mà không hề nhận một khoản tiền công nào. Bố mẹ là xin cho cái đất này là đất đình, là xin cho là từ năm 20 tuổi. Cũng nghe ở Sở Văn hóa tỉnh người ta nói là nếu như mà một người Lào đó mà xây được ngôi đình hoặc ngôi chùa bằng đá là đứng bậc nhất, là có nghe thấy tin như thế rồi, xem trong TV rồi. Thế là lúc bây giờ cũng đang tiện đà là cũng có đá rồi, là cũng thứ nhất là nghe được như thế là cũng đang mê lắm. Thế là về xây dựng thì người ta cũng có nói một câu là xếp hạng là nếu như làm được cái đình hay ngôi chùa bằng đá là đứng bậc nhất, mà sau này chết đi là được thắp, được lập bát hương thờ trong đình hoặc trong chùa. Thế thì tớ ở đất đình đây thì tớ cũng nghĩ ra là tớ cũng xin trước là được bộ phận đá. Tớ cũng ý định là tu tạo vào làm cái đình này, đình đá toàn phần cơ. Nhưng mà ngân sách thì không có. Cho nên là chỉ thiết kế mỗi cái đằng trước thôi.
từng bao từng chiếc mới cổng giúp tôi. Thời gian làm cái đình này là mất nửa năm, là nói chung là cũng mượn mất một số công thôi. Chứ còn những cái mình làm đấy nhiều, có tiền có của thì cũng mượn người, nhưng mà không có thì độc làm đấy. Làm đấy là nhiều, chứ còn họa hoàn mới mượn buổi. Còn đổ bê tông trước này là tối là thắp điện, hai vợ chồng đổ đêm. Còn ban ngày thì xây. Thế là cũng có, thế là cho nên họ lại nói cái như thế là vừa ở đất thánh xong lại vừa động lực như thế là quyết tâm là làm. Thì cũng già làm lắm, kê cái bàn là cái hòn đá tròn tròn khi kia chỗ giữa kìa, có nhà anh Huynh, anh chứng kiến anh biết đấy. Là nói thật là kê đến cái cối đá kia, rơi luôn hai răng cửa. Đây là hai răng cửa này, rơi hai răng cửa. Nhưng vẫn quyết tâm làm, cái thằng đi thể dục nó nhìn thấy hai răng rơi ra nó bảo có việc gì không, bảo không việc gì, chỉ rơi răng thôi. Công việc chính của ông Nhẫn và gia đình là nghề nông, quanh năm cấy cày và trồng hoa màu trên đồng ruộng. Do đó, điều kiện kinh tế cũng không khá giả. Thế nhưng, ông Nhẫn luôn dành thời gian để đi dò hỏi, sưu tầm những chiếc cối đá của những gia đình coi nó là đồ bỏ đi. Với ông Nhẫn, đây chính là những kỷ niệm, những kỷ vật của quãng thời gian còn thời niên thiếu. Không biết từ bao giờ, ông mê mẩn những thứ đồ được coi là đồ bỏ đi này. Khi nhớ lại, ông Nhẫn chia sẻ, mình bắt đầu thói quen sưu tầm này từ năm khoảng 21 tuổi. Thế là nghĩ là cái trục đá dựng đứng lên là cái hòn mẻ, hòn vỡ, nó không dùng đến là nhặt về là đổ hai đầu bê tông xong rồi kê lên xong để chậu. Đấy, xong dần dần bắt đầu 25, 27 giờ ra là bắt đầu dần dần là họ thải ra, họ không dùng nữa, là mấy năm đầu là đi xin là không được. Họ bảo của ông cha thì lại không cho. Nhưng thế khi là họ vất hết ra sông ra ngoài mới nấp nủng như là tất lúc bây giờ bắt đầu là tấn công đi siêu tầm đấy. Là tất cả là kiến thiết ở đây cũng phải tầm hơn 1.000 mới bán được, mất gần 2.000. Nếu xin được là tất cả vừa bán vừa trong nhà này nó vào khoảng trên 3.000 viên. Cối xin được thì nó vào tầm 1.000 chiếc. Mà trục đá thì nó cũng tầm khoảng 700-800. Hầu như là làm những cái này là nhiều, chứ còn làm phù tá cho vợ con là ít, hạn chế lắm. Tuy thân hình nhỏ bé là vậy, nhưng ông Nhẫn lại có thể vác được những chiếc cối nặng hơn cơ thể mình như thế này đây. Dạ vâng thưa quý vị, thì sau khi mọi người đã được chiêm ngưỡng bác Nhẫn thử nhấc cái cối đá này lên, thì sau đây tôi sẽ thử trải nghiệm nhấc thử chiếc cối đá này để xem cái sức nặng của nó như thế nào ạ. Chào xin phép bác. Nặng quá bác ạ. Đúng là để vác được lên vai cho bác thì đúng là rất là khó, cháu cũng không thể nào lên được, mà bác có thể lên được vai bác thì đúng là sức khỏe của bác đúng là có thể nói là khác người thật. Trong thời gian đi sưu tầm những chiếc cối, ông Nhẫn cũng từng sở hữu những chiếc cối khác có niên đại lâu đời và được nhiều người đến xin mua. Lúc đầu, ông Nhẫn không bán, nhưng do cần có tiền để kiến thiết đình làng khiến ông đã phải bán đi một cách bất đắc dĩ. Hiện nay, ông Nhẫn đang sở hữu khoảng 1.000 chiếc cối đá với đầy đủ loại kích cỡ, kiểu dáng cũng như là đặc tính khác nhau. Trong đó có những chiếc cối trị giá lên tới hàng chục triệu đồng và những chiếc có niên đại rất lâu đời. Bác ấy bảo bác ấy làm từ năm 21 tuổi là bác ấy đã có ý định làm như thế rồi, bác ấy đã siêu tầm như thế rồi. Ông cứ tâm nguyện là ông cứ làm đinh đi thôi. Ông ấy đi tự đi siêu tầm rồi ông tự là làm chứ chẳng ai giúp đỡ, chẳng ai cho cái gì. Chưa hề nghĩ đến gì thôi, chỉ có mong là cứ có tiền có của mà làm được là đẹp là thích cho chứ. Trong đấy nhà thì như thế này, mới đình như thế này, nhưng mà thực chất là nhìn bên ngoài thì nếu nói đúng ra thì không ai bằng. Thế nhưng mà thực chất là trong nhà không có một cái gì. Tiền trong túi cứ có đến đâu là kiến thiết đến đấy làm đấy. Là xong cái công trình bên ngoài. Thế nhưng mà nếu còn tiến tiết tu sửa vào đây thì còn nhiều lắm. Vì lý do là bây giờ thứ nhất là còn hai ông ở Pháp này. Thứ ba thì là những con nọ con kia để ở cổng đình cổng chức đấy cho nó trông nó gọi nó có tâm linh. Người nông dân sử dụng, thế mà trước kia sử dụng để sinh sống con người, thế đến bây giờ là xã hội tiến lên là dùng bằng máy móc là không dùng đến nữa, thì bây giờ tốt nhất là thu giữ lại xong lại làm nên cái lịch sử này, giữ lại để cho con cái con cháu muôn đời sau nó nhớ lại là cái thời trước nó như thế. Vừa rồi là câu chuyện của chúng tôi về người vẫn được coi là dị nhân ở Thái Bình, ông Trần Công Nhẫn, với sở thích sưu tầm hàng nghìn cối đá để xây những công trình phục vụ cộng đồng. Đến đây, chương trình của chúng tôi xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.